quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 21 tháng 9 năm 2022 trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ phía Bắc có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo trên kênh Môi trường TV.